Đây là một mẫu loa full chuyên dụng phục vụ cả hát karaoke gia đình lẫn phòng hát, cũng như kết hợp cả đánh sự kiện. Mẫu loa full VA12 phiên bản Black. Đương nhiên với những cái ưu điểm như vậy thì giá thành của nó cũng tương đối là cao trong phân khúc karaoke gia đình hiện nay. Tuy nhiên là đối với các anh em mà có điều kiện lên được cấu hình combo này thì em cam kết với chất lượng của đôi VA12 Black này sẽ đem được lại những trải nghiệm rất nhiều cảm xúc cho anh em khi nghe nhạc và hát karaoke. Đôi loa VA12 phiên bản Black này là phiên bản kỷ niệm cũng là phiên bản giới hạn. Có một mức công suất dao động từ 400 đến 1.200W. Chúng ta sẽ quay luôn ra đằng sau. Em nói đến những thông số thì các anh em sẽ quay ra đằng sau. Đây là cái cầu chạm cũng như là tất cả những thông số của một đôi loa để chúng ta lưu ý để chúng ta phối ghép. Phiên bản VA12 công suất dao động từ 400 đến 1.200W trở thành 8 ohm này. Và đánh cầu new trích. Cái cầu new trích này sẽ giúp cho chúng ta có cái kết nối nó nhanh hơn và nó mang tính chất cơ động hơn, chuyên nghiệp hơn. Đấy. Hai lỗ thông ở phía sau tay sách này. Ở đây có một ấn tượng rất là nhắc đến là đôi loa Greenwood VA12 này là phiên bản giới hạn cũng như phiên bản kỷ niệm. Có một mức giá là 25 đồng. Rất vinh dự khi được in dòng chữ mang thương hiệu Greenwood ở hai bên sườn của cặp loa. Hai ốc treo loa cũng nằm phía trước. Dạng loa này được thiết kế theo truyền thống của loa full, đó là hệ thống mở thùng phát ra phía trước. Mặt trước là một tấm bê tông bằng thép cùng tông màu đen, và bên trong có những cái miếng lưới xốp để bảo vệ bụi bẩn cũng như là lọc âm, một bát 30, một xếp kèn. Với cái hiệu năng công suất như vậy và những cái tính năng ưu việt của cặp loa này, chúng ta có thể đưa vào với không gian nhỏ 20m² và có thể phục vụ với không gian ngoài trời, với không gian mở. Chúng ta khai thác với những cái tầng công suất khác nhau tùy vào những cái nội dung của bản nhạc và tùy vào những cái môi trường và cái không gian. Cặp loa này sẽ ghép với những dòng đẩy rời vang rời để đánh sân khấu sự kiện, ghép với những hệ thống đẩy cao cấp để phục vụ phòng hát kinh doanh, và ghép với những chiếc đẩy liền vang để đánh karaoke gia đình. Hoặc các anh em đang sử dụng những chiếc âm ly muốn tiết kiệm, có thể lấy cặp loa này về để ghép với âm ly. Và ngay sau đây, không để các anh em mất quá nhiều thời gian về chi tiết giới thiệu của cặp loa này, sẽ đi vào thực tế luôn giới thiệu để test cho anh em những bản karaoke, những bản nhạc trên cặp loa VA12 Black này. Xin mời các anh em chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Vừa đến thấy cô mới nhìn anh, biệt cho ngày tháng em đều như những sớm mai, những nhọc nhằn chưa quen vẫn trong gần mắt em đang nhìn về anh, và anh lại nhớ những giờ em chờ chồng. Ướt lạnh trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang mang lãng quên nơi cuối đường có em đang nhìn về anh, như chưa từng có những phút lìa xa, dấu thương vẫn trên you.